cách sửa mình. Ông trình tử xưa để hai cái lọ. Chú thích số một. Có nghĩa là cái trình. Tiếng Anh là a jar. Ở bên cạnh chỗ ngồi, mỗi khi trong bụng nghĩ một điều gì thiện, thì ông bỏ một hột đậu trắng vào trong một lọ. Một khi nghĩ điều gì ác, thì ông lại bỏ một hộp đậu đen vào lọ kia lúc đầu đậu đen nhiều đậu trắng ít dần dần đến không còn một hộp đậu đen nào về sau không cần phải bỏ đậu trắng nữa tâm tính bấy giờ thuần nhiên toàn thiện vì ông trình biết sửa tâm rèn tính như thế mới thành được người hiền triết vậy ta nên lấy đó làm gương mà sửa mình trong sách có câu từ đấng thiên tử cho đến kẻ thứ dân ai ai cũng phải lấy sự tu thân làm gốc vậy người ta bất cứ làm gì cũng phải cố chú thích có nghĩa là ráng tiếng anh là to try mà sửa mình cho nên con người có phẩm hạnh giải nghĩa trình tử ở đây là ông trình y xuyên em ông trình hiệu đời nhà tống toàn thiện tiếng anh là perfect or flawless có nghĩa là ý nói nghĩ làm cái gì đều hiền lành tử tế cả hiền triết tiếng anh là sage or philosopher có nghĩa là bậc có đạo đức cao và học hành rộng thiên tử tiếng anh là son of heaven king con trời nghĩa là vua thứ dân tiếng anh là civilian có nghĩa là người thường dân. Tu thân, tiếng Anh là to cultivate or to change oneself, có nghĩa là sửa mình. Bài tập Một la mã, lấy mỗi tiếng sau này mà đặt thành một câu. Hiền trip, đạo đức, tu thân. Hai là mã, chọn những tiếng dưới này mà đặt vào chỗ có chấm cho hợp nghĩa từ thiện lương thiện khuyến thiện hành thiện ba chấm là làm điều lành ba chấm là khuyên làm lành người tính hạnh hiền lành là người ba chấm bụng thương người hay làm đều lành là ba chấm? Làm văn, trả lời những câu hỏi sau này. Ông trình tử để hai cái lọ bên cạnh chỗ ngồi để làm gì? Trước sau, số đậu đen đậu trắng bỏ khác nhau làm sao? Các anh đọc bài này nghĩ bụng thế nào?